Sau 20 năm đi vào hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào đã không ngừng phát triển và là đơn vị tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước trên địa bàn. Thành lập từ năm 2002, từ chỗ chỉ có 15 lao động, với một dây chuyền sản xuất lắp ráp kết cấu thép, đến nay, đơn vị đã thu hút trung bình 120 lao động với 6 tổ sản xuất, năng lực thi công mọi công trình dân dụng và công nghiệp. Doanh thu luôn đạt mức tăng trưởng khá trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh. Quyền lợi của người lao động trong công ty luôn được đảm bảo với mức lương trung bình 10 triệu đồng một người trên tháng. Lương cũng được 10 triệu, già 10 triệu. Với mức lương thế thì đáp ứng được cuộc sống của tôi. Với cái điều kiện làm việc ở đây gắn bó được, họ tạo điều kiện cho tôi nghỉ ngơi thoải mái nên tôi muốn gắn bó với công ty. Mình ở gần đây làm nó rất tiện và công ty cũng có nhiều cái ưu đãi cho những người làm lâu năm ở đây ạ. Với ngành nghề sản xuất cấu kiện thép các loại gồm thép hình và các tổ hợp thép, công ty đã liên tục đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh sản phẩm làm ra. Sản phẩm của doanh nghiệp luôn đa dạng và đảm bảo chất lượng nên ngày càng nâng cao uy tín doanh nghiệp. Đáng chú ý, công ty nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên biểu dương doanh nghiệp làm tốt nghĩa vụ nộp thuế và là doanh nghiệp sớm thành lập tổ chức đảng với 4 đảng viên. Ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, thì bản thân ban lãnh đạo của công ty đã luôn luôn chú trọng tuyển người vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức để phát triển doanh nghiệp. Bản thân luôn luôn mong muốn tất cả các thành viên là luôn đoàn kết, yêu thương nhau và tạo ra điều kiện để cho công ty phát triển. Thì đến nay, công ty đã hội tụ đủ điều kiện. Chúng tôi, ban lãnh đạo là quyết định xin thành lập chi bộ trực thuộc khối doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Khi mà đã có chi bộ để hướng dẫn chỉ đạo hàng ngày, thì tôi tin tưởng là khi có chi bộ thì doanh nghiệp sẽ phát triển hơn. 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép Hưng Yên đã trở thành mô hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu mà đảng đặt ra, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển toàn diện.